Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Rolex. Và hôm nay đồng hồ Rolex lại review và giới thiệu với anh em 5 mẫu đồng hồ săn dai phiên bản là dây dai đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Rolex của chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên. Đây, trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ săn dai với thiết kế là classic. Đấy, đơn giản cho anh em nào đeo văn phòng rất là ok. Với size mặt là 40, độ dày là khoảng 70 mm, rất mỏng luôn anh em ạ. Đấy, dây da rất là đẹp luôn. Đây, săn dai đây, đồ hồ săn dai đây anh em nhé. Rồi, mặt đáy đây. Rồi, mã của em nó nào? Mã của em nó là 1143PA. Giá của em nó là có 2.490.000, anh em mua online chúng tôi sale cho anh em 20%. Rồi, với thiết kế của mẫu đồng hồ này, mặt dial sẻ tia đây, sẻ tia lấp lánh luôn anh em nhé. Đấy, chức năng của em nó thì gồm có lịch ngày, lịch thứ, số 3 giờ truyền thống này. Trên kim là có dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh em. Mẫu đồng hồ này thì đeo rất là trẻ trung, mà giá cả thì cũng rất là hợp lý anh em ạ. Đấy, dành cho anh em học sinh công nhân, các anh em đeo văn phòng. Đeo mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là ok rồi. Đấy, anh em nào thích một mẫu đồng hồ mà nó không quá chói lóa, nó không có quá nhiều cái chức năng thì tôi nghĩ là đây là một chiếc đồng hồ anh em nên mua để sở hữu, đeo làm việc cũng như là đi chơi hoặc là sử dụng bất cứ công việc nào hàng ngày của anh em. Rồi, tôi giờ tôi sẽ đeo lên tay để cho anh em xem. Rồi, lên tay đây anh em này. Vâng, mẫu đồng hồ này thì anh em là có cổ tay cỡ khoảng tầm 15, 16, 17, 18 thì đeo rất ok. Đây. Đấy, cổ tay của tôi 18 đeo rất ok này anh em này. Đấy, anh em là có cổ tay khoảng 60, đẹp nhất là 16, 17 là đeo ok nhất anh em ạ. Đấy, còn chơi với một tí thì 15, 18 thì vẫn đeo được, không có vấn đề gì cả. Đấy, như tôi 18 này đeo vẫn ok anh em ạ. Bởi vì bình thường cổ tay của tôi phải đeo 42 thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Nó tùy từng mẫu đồng hồ. Mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là lên tay rất ok anh em ạ, không phải nghĩ nữa rồi. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ hai. Mẫu đồng hồ thứ hai này có mã này DW737PMC. Giá của em nó thì cũng rất là rẻ luôn. Giá là có 2.490.000. Rồi, thì mẫu đồng hồ này thì anh em cũng nhìn thấy nào. Và cũng rất là trẻ trung đúng không? Siêu mỏng luôn anh em ạ. Siêu mỏng luôn. Anh em nào thích một chiếc đồng hồ nó mỏng manh nhẹ nhàng ấy, thì tôi nghĩ là đeo mẫu đồng hồ này thì không phải bàn nữa rồi. Với thiết kế mặt dial của em nó rất là đơn giản, trên tọc số 12 giờ được điểm hai viên đá này tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này. Đấy, mẫu đồng hồ này thì là mẫu đồng hồ hai kim, rất là trẻ trung, rất là trẻ trung, phải nói là rất trẻ trung luôn anh em ạ. Và kết hợp với những cái vạch số rất đơn giản thôi. Đấy, anh em nào thích một chiếc đồng hồ đơn giản nhẹ nhàng thì tôi nghĩ là mẫu đồng hồ này đeo khỏi phải bàn rồi, em nó quá là đẹp. Nhiều anh em rất là thích những mẫu đơn giản. Đấy, như tôi thích đồng hồ nó cầu kỳ một tí cơ, thích nó phải hầm hố một tí tôi mới thích. Đấy, còn nhiều anh em lại thích nó đơn giản. Rồi, lên tay đây anh em ơi, lên tay mẫu đồng hồ này cũng rất là sang xịn mịn luôn anh em ạ, đơn giản này, anh em đeo văn phòng, học sinh, công nhân, sinh viên, ai chả đeo được mẫu đồng hồ này. Mà giá của em nó siêu rồi thì nó còn khoảng tầm 2 triệu gì đó đấy anh em ạ. Đấy, tầm 2 triệu gì đó thôi, rất là hợp lý luôn cho anh em. Đấy, đều siêu 20% cho anh em nhé, quá đẹp đúng không ạ. Rồi, rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ ba nào. Hôm nay thì vứt đồng hồ như lợn con này thôi, đơn giản như vậy cho nó quần chúng anh em ạ. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review hôm nay thì trước mắt anh em đây cũng là một mẫu đồng hồ được thiết kế khá là yêu thương luôn này, rất là yêu thương luôn. Mẫu đồng hồ này thì cọc số 12 giờ được điểm một số la mã, ngoài ra là kết hợp với vạch số này. Đấy, cọc số 6 giờ là kim dây, kim giờ, kim cốt. Thiết kế cũng rất là mảnh và có điểm dạ quang sáng vào ban đêm cho anh em. Cũng quên từ nãy đến giờ chưa giới thiệu với anh em, đó là chất liệu mặt kính là sapphire này, thép là 316L dày da. Đấy, rồi mặt sau em nó đây. Đấy, mặt sau em nó đây. Rất là yêu luôn anh em nhé. Ví dụ anh em mua thì anh em chỉ cần chỉ là mẫu số 1, số 2, số 3
là chúng tôi sẽ tự biết được cho anh em. Rồi giá của em nó này, giá của em nó có 2.490.000. Vâng, anh em mua online thì chúng tôi cũng siêu 20% cho anh em. Đấy, thì giá cũng còn khoảng 2 triệu gì đấy thôi anh em ạ. Rồi, lên tay đây anh em. Nhìn rất là yêu đúng không ạ? Này, rất là chất luôn. Mẫu đồng hồ này là có điểm nhấn ở cái kim rốn. Kim rốn là kim dây này. Ngoài ra thì cọc số 12 giờ thì là điểm một số La Mã rất là sang. Đấy, vỏ màu vàng. Vỏ màu vàng, mặt trắng. Rất là yêu luôn. Đấy, anh em nhìn xem. Đấy, anh em đeo thì khỏi bàn rồi. Anh em là thích một chiếc đồng hồ nó đơn giản, tinh tế thì tôi nghĩ là đây là một mẫu đồng hồ anh em nên mua, không nên bỏ qua. Rồi, size mặt của em nó là 40, độ dày cũng khoảng 78mm, rất là hợp lý luôn anh em nhé. Siêu mỏng luôn. Đấy, 78mm cho một chiếc đồng hồ là rất mỏng rồi anh em ạ. Còn anh em muốn mỏng nữa chỉ bỏ ra vài chục triệu để mua Longines thì nó có mỏng khoảng 45mm. Đấy. Longines là mỏng nhất anh em ạ. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ 4 nào. Rồi, trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là đơn giản nhẹ nhàng. Mẫu đồng hồ này thì khác biệt hơn so với những mẫu đồng hồ trước một chút, đó là cọc số 3 này, 6 này, đấy, 9, 12 là vạch số này, kết hợp với những viên đá lấp lánh ở đây. Đấy, điểm những viên đá lấp lánh. Đấy, lấp lánh luôn, bắt đánh điện luôn. Rồi, mặt IO thì được chấm chấm hay kẻ caro gì đó này, rất là đẹp. Mặt kính sapphire chất liệu thép là 316L, dày da. Đây, đây, anh em có thể quan sát này, mặt cạnh này. Rồi, mã của em nó nè. Mã của em nó là DM693PWA. Đấy, giá của em nó thì 2.290.000 thôi. Vâng, chắc là mẫu rẻ nhất rồi anh em ạ. Sale cho anh em thì cũng còn khoảng tầm là 1.800.000 gì đó thôi. Rất là rẻ cho một chiếc đồng hồ chính hãng, bảo hành 2 năm cho anh em. Và thay pin miễn phí trọn đời cho anh em nhé. Khỏi phải bàn luôn, mẫu đồng hồ này thì quá chất rồi. Anh em nhìn nào. Lên tay thì tôi đoán rằng là rất ok, size mặt của em nó cũng là 40. 39-40 thôi, size mặt em nó cũng rất hợp lý luôn cho anh em nào có cổ tay nhỏ. Đây anh em này. Đấy, anh em nào cứ có cổ tay khoảng 15-16-17 đeo mẫu đồng hồ này rất ok này, rất là đẹp luôn. Đấy, cổ tay của tôi 18, hơn 18 một chút thì đeo nó hơi nhỏ so với cổ tay của tôi. Đấy, anh em có cổ tay to hơn thì đeo đẹp hơn. Đấy, rất là chất đúng không ạ? Đấy, anh em học sinh công nhân sinh viên ai chả đeo được mẫu đồng hồ này, nó rất là dễ đeo luôn, cực kỳ bền nhé anh em nhé. Tôi khẳng định với anh em là thương hiệu San Dài đeo cực kỳ bền luôn, khẳng định với anh em luôn chứ không phải nói phép với anh em, đeo cực kỳ sướng luôn. Rồi, ta sẽ sang đến mẫu đồng hồ thứ 5, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi trưa hôm nay. Rồi, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là tinh tế và rất nhẹ nhàng. Tôi cũng rất thích mẫu đồng hồ này luôn. Vâng, bởi vì tôi cũng đang đeo một chiếc đồng hồ đây. Đây anh em này. Hai mẫu đó hoàn toàn giống nhau luôn anh em. Chỉ khác mỗi màu thôi đây. Đấy, tôi đang đeo mẫu này đây. Đấy, đây. Đeo mẫu này mấy năm rồi. Đeo mẫu này 3 năm rồi đây anh em. 3 năm rồi nhá. Tôi không nói phép. Tôi nói phép tôi làm con của anh em luôn. Này, đeo hơn 3 năm rồi đấy. Đây này. Đây. Mà nó còn ngon lành như thế này mà đeo suốt ngày luôn anh em nhé. À, vẫn ngon lành luôn. Rồi, mẫu đồng hồ này thì anh em cũng khỏi bàn rồi, với chất liệu là dây là da này, mặt kính sapphire này, chất liệu thép 316L, được đánh bóng rất là nổi luôn này, cực kỳ nổi luôn. Trên núm mà có logo của San Dài này, đây trên khóa này logo San Dài sắc nét luôn. Và mã của em nó đây, mã của em nó là 1141PA. Và giá của em nó thì là 2.590.000. Anh em mua online cũng được sale 20%. Cũng còn khoảng tầm 2.1 gì đó thôi anh em nhé. Quá rẻ cho một chiếc đồng hồ xịn sò này rồi. Sapphire nó có chữ Sapphire đây. Vâng, 5 mẫu đồng hồ này đều có độ chịu nước là 3 ATM, cho phép anh em đi 10 rửa tay nắm nhẹ được thoải mái luôn. Đấy, không nên đi bơi. Đây, mặt sau của em nó đây có các thông số kỹ thuật của thương hiệu ở đây, cũng như là có cái cốt. Đấy, có cái cốt để anh em có thể check hàng chính hãng. Đấy, San Dài nó xuất xứ từ Thụy Sĩ đấy, cho nên là nó cũng suýt đấy anh em này, suýt mết. Vâng, nhiều khi anh em bảo là tại sao San Dài bảo sản xuất tại Thụy Sĩ mà lại giá lại có 1-2-3 triệu, đúng không anh em thắc mắc thế đúng không? Vâng, thì bởi vì bây giờ anh em biết rồi, Trung Quốc nó là công xưởng của cả thế giới, thì hiện tại thương hiệu San Dài này cũng không ngoại lệ, được sản xuất tại Trung Quốc đấy, mà Trung Quốc thì gần Việt Nam đấy, cho nên là cái vận chuyển của nó cũng rất là gần. Thứ hai nữa là nhân công giá thành của Trung Quốc nó cũng rẻ, thế cho nên là cái giá thành của nó cũng được
xuống đấy. Thế thì cho nên là anh em chúng ta là người được hưởng lợi đấy. Ví dụ một cái chiếc đồng hồ như thế này mà sản xuất tại Thụy Sĩ thì anh em biết rồi, nó cũng phải trên dưới chục triệu chứ không phải là ít đâu đấy. Cho nên là anh em cũng phải hiểu vấn đề về cái vấn đề thắc mắc của mình anh em nhé. Với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng này, đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Sanrai, bao giờ cũng có một quả bông cũng như là logo sắc nét của thương hiệu ở đây. Đây là một chiếc hộp chính hãng em nhé. Rồi ngoài ra thì có một chiếc thẻ bảo hành quốc tế đây anh em này, đây là một chiếc thẻ bảo hành quốc tế nhé, đấy cũng bảo hành quốc tế 1 năm luôn và bảo hành tại The Watt chúng tôi là 2 năm và thay pin miễn phí trọn đời luôn cho anh em. Đây đây là mặt sau của em nó này, để điền các thông số kỹ thuật để bảo hành cho anh em ở đây. Ngoài ra thì cũng có một chiếc túi này, đây là một chiếc túi thương hiệu Sanrai đây, 1893 đây, đây có website các thứ của thương hiệu đây, đầy đủ luôn cho anh em. Này hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ The Watt của chúng tôi, đây có địa chỉ đây tại tầng G trung tâm thương mại The Garden này, đường Nguyễn Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng hầm Bixi Savico Long Biên, số 769 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Và có cả website đấy, anh em chẳng hạn như không thích 5 mẫu đồng hồ này, anh em có thể lên website chúng tôi xem những mẫu đồng hồ khác đang có bán tại website, và có số hotline để cho anh em đặt hàng trực tiếp, hoặc là có vấn đề gì cần hỏi thì anh em có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline này cho chúng tôi. Rồi trên 5 phiên bản đồng hồ Sanrai dây da này thì anh em xem đã ưng được mẫu nào thì liên hệ với chúng tôi để sở hữu ngay em nó anh em nhé. Anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ The Watt của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Và còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tới đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.